Chào cô Bích khỏe không? Test 1, 2, 1, 2, 3. Xin chào chị Ngọc. Xin chào quý ông bà anh chị em. Chào cô Chanh. Cô Chanh này đỡ không? Dạ. Ừ. Không biết nói sao, cơ thể nó không như chứ không cơ thể không có khỏe một sư. Cảm ơn Chúa thêm. Trước khi chúng ta sẽ học lời Chúa, ta xin được phép cầu nguyện. Chúa dấu chúng con cảm ơn Ngài buổi tối hôm nay. Chúa cho chúng con có cơ hội để chúng con tiếp tục suy gẫm lời của Chúa, xin Đức Thánh Linh hướng dẫn cho mình con cũng như dân sự của Chúa để chúng con hiểu và chúng con làm theo cả Ngài. Cho Chúa Ngài cũng chữa lành cho cuộc chân cũng như với cụ với mà chị em chúng ai trong vòng chúng con có sự đau yếu, bệnh tật, chị Ngọc, cô Bích, chị Tùng, Chúa ngài tâm biến ban phước chữa lành cho quý ông bà chị em chúng con được lành bệnh để anh chị em chúng con có sức khỏe vui vẻ và tạ phước hầu việc ngài. Chúng con cảm ơn ngài. Chúng con giao thì giờ này trong sự hướng dẫn của ban ngôi Đức Chúa Trời và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa là chúng ta đã học hết chương 25 bài giảng tình núi phần thứ 5 về chiên và dê. Buổi tối hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục qua chương 26 từ câu 1 đến câu 16 và chương 27 từ câu 3 đến câu 10. Giờ xin chúng ta mở ra ở trong Matthew đoạn 26 từ câu 1 đến câu 16 và Matthew đoạn 27 từ câu 3 đến câu 10. Tôi xin đọc lời Chúa đây. Sự lập mưu của thầy tế lễ và Đức Chúa Giêsu đã phán những lời ấy xong rồi thì phán cùng môn đồ rằng: các ngươi biết rằng còn 2 ngày nữa thì đến lễ Dự Qua và con người sẽ bị nộp để chịu đóng đinh trên cây thập tự. Bây giờ các thầy tế lễ cả và các trưởng lão trong dân chúng lại trong tòa thầy cả thượng phẩm tên là Caiphê và bàn với nhau dùng mưu chướng vì đặng bắt Đức Chúa Giêsu mà giết đi. Xong họ nói rằng không nên làm trong ngày lễ, e trong dân chúng sanh ra điều xáo trộn chăng. Khi Đức Chúa Giêsu ở làng Bethany tại nhà Simon là người phun, có một người đàn bà cầm cái chai bằng ngọc trắng đựng dầu thơm quý giá lắm đến gần mà đổ trên dầu ngài đương khi ngồi ăn. Môn đồ thấy vậy, giận mà trách rằng sao phí của như vậy. Dầu có thể bán được nhiều tiền và lấy mà phân phát cho kẻ nghèo. Nàng, Đức Chúa Giêsu biết điều đó, bèn phán cùng môn đồ rằng: sao các ngươi làm khó cho người đàn bà đó? Người đã làm việc tốt cho ta, vì các ngươi thường có kẻ nghèo ở cùng mình, xong sẽ không có ta ở cùng luôn. Người đổ dầu thơm mình làm để sửa soạn chôn xác ta đó,
Quả thật ta nói cùng các ngươi, khắp cả thế gian hễ nơi nào tin lành này được giảng ra, thì cũng thực lại việc người ấy đã làm để nhớ đến người. Bây giờ, có một người trong 12 sứ đồ tên là Judas Iscariot đến trình các thầy tế lễ cả mà nói rằng các thầy bằng lòng trả cho tôi bao nhiêu, rằng tôi sẽ nộp người cho. Họ bèn trả cho nó 30 bạc. Từ lúc đó, nó tìm dịp tiện để nộp Đức Chúa Giêsu. Qua chương 27, câu 3 đến câu số 10 đó. Judas Iscariot, Judas chết. Khi ấy Judas là kẻ đã phản nghịch Ngài, thấy Ngài bị án. Hello chị Hồng Anh. Dạ, chào mục sư. Dạ, chào chị. Đang đọc ở trong Matthew đoạn 27, dạ, từ câu và dạ, câu 3 cho đến câu số 10. Tiếp tục. Khi ấy Judas là đã phản, phải Ngài thấy Ngài bị án thì án nặng, bèn đem 30 miếng bạc trả cho các thầy tế lễ cả và các trưởng lão, mà nói rằng tôi đã phạm tội vì nộp quyết vô tội. Xong họ đáp rằng, sự đó can gì đến chúng ta? Mặc kệ ngươi, Judas bèn ném bạc vào đền thờ, liền trở ra đi thắt cổ. Nhưng các thầy tế lễ cả lượm các bạc nói rằng, không có phép để bạc mày trong kho thánh, vì là giá của quyết. Rồi họ bàn với nhau dùng bạc đó mua một ruộng kẻ làm đồ gốm để chôn những kẻ khách lạ. Nhân đó ruộng ấy đến nay còn gọi là ruộng quyết. Bây giờ được ứng nghiệm lời đấng tiên tri Jeremy đã nói rằng họ lấy 30 bạc là giá của đấng đã bị định bởi con cái Israel và đưa bạc ấy mà mua ruộng của kẻ làm đồ gốm y như lời Chúa đã truyền cho ta. Chúng ta thấy Kinh Thánh chữ nhỏ quá, lớn tuổi rồi đọc Kinh Thánh chữ nhỏ quá không có thấy rõ. Trong hôm nay chúng ta sẽ học đề tài tài chánh của hội thánh là Judas Iscariot. Judas Iscariot thì ở đây trong cái bài mở đầu thì chúng ta thấy, trong bài này thì chúng ta sẽ thấy Judas là gì? Trong bài này Judas quản lý sai trật khách sức nghiêm trọng ngân quỹ của đoàn sứ đồ. Trong việc này ông làm gương kinh khiếp về các đừng nên xử lý tiền bạc. Vào thời rất thường nghe về cách sử dụng tài chánh mờ ám, ngay cả trong Cơ Đốc. Điều thiết yếu là nhấn mạnh tầm quan trọng của hoàn toàn thanh liêm trong những vấn đề như thế. Trung thực hoàn toàn phải là dấu ấn phân biệt Cơ Đốc nhân. Trong cái hình ảnh thì chúng ta thấy là sao không bán dầu thơm này để mà đem tiền bố thí cho kẻ nghèo? Đặt câu hỏi quý vị thấy Judas Iscariot nói tức giận thì tại sao không bán dầu thơm này để phân phát cho kẻ nghèo, như vậy có thật không? Có. Cái này thấy cái câu chuyện ông Judas Iscariot nói dùng cái chai dầu này để bán để phân phát cho kẻ nghèo, có thật là vậy không? Hay là ông muốn bỏ túi riêng? Dạ không. Không. Ông nói cái miệng nhưng lòng ổng khác. Nói miệng nhưng mà coi như là thầm đủng phải không? Thầm đủng muốn bỏ túi riêng tiền đó phải không? Rồi có một cái bên này thì đó là hãy để mặc người. Chúa Giêsu nói nàng đã làm điều này để chuẩn bị chôn xác ta đó. Cái người đàn bà này thật, ở chỗ Maria thì nói là một người đàn bà ở trong nhà Siôn, nhưng mà ở
ở trong dân đó thì chúng ta thấy là đó là Mary, em của Lazarus, cũng ở làng Bethany. Thì chúng ta thấy mỗi người họ biết, họ nhìn cái khía cạnh khác nhau, họ cũng thực lại câu chuyện nó tương tự nhưng mà nó có cái tình tiết nó hơi khác một chút xíu. Thì chúng ta thấy đó, cái người nói như vậy, Kinh Thánh nói là người nói như vậy chẳng phải lo cho việc kẻ nghèo đâu, xong vì người vốn là liệt tại trộm cắp và giữ túi bạc trộm lấy của người ta để ở trong. Như vậy ông này thủ quỹ là ông thủ quỹ này, ông tham lam phải không? Tham lam trộm đồ của đoàn truyền giáo hay là của các môn đồ, thực hay trộm. Chúng ta nói đồng tiền nó liền khúc ruột, nói đến tiền thì nó tế nhị đó, nó hơi mất lòng nhưng mà nó nguy hiểm cái người mà giữ tiền, hoặc nguy hiểm là cái người có tiền. Chú nói đồng tiền nó coi như là nó lòng tham không đáy, mà khi mà có tiền là nó có tiền, thấy tiền sáng mắt, tiền coi như cũng tiền bạc, mà coi như là tiền bạc là bạc tình bạc nghĩa. Có những người anh em làm ăn chung, hoặc là có những người mình đưa họ đầu tư, họ đứng tên rồi họ quịch luôn á, rồi nhiều khi họ thấy cái lợi trước mắt đó, có nhiều cái chuyện nó không nói ra nhưng mà nó rất là, nó là thực tế. Là tiền bạc và thiên đàng thì Chúa nói rất là nhiều về tiền bạc, và Chúa dạy về tiền bạc, cách cư xử, cách sử dụng đồng tiền như thế nào cho nó chánh đáng, cho nó phải lẽ. Vì vậy cho nên trong dân đồng 12 câu 6 thì Chúa nói người nói vậy chẳng phải là lo cho kẻ nghèo đâu, song vì người vốn là tay trộm cắp và giữ túi bạc trộm lấy của người ta để ở trong. Như vậy thì chúng ta thấy sau cái cuộc tranh luận dài ở trong đền thờ, ở trong chương 25 với các thầy thông giáo, người Pharisee, xảy ra vào ngày trước. Ngày trước đó là ngày thứ mấy? Dạ, ngày thứ ba. Ngày thứ ba. Rồi Chúa Giê-xu và các môn đồ trở lại làng Bethany. Tại đó thì trong ngày kế tiếp, đó là ngày thứ mấy? Ngày thứ tư. Đó là ngày thứ tư. Và chúng ta thấy đó có một người trong nhóm không nghỉ ngơi ngày hôm ấy. Đó là ai? Trong Ma-thi-ơ đoạn 26 câu 14 đó. 26 câu 14. Từ lúc đó nó tìm triệt tiện để nộp Đức Chúa Giê-xu. Judas Iscariot phải không? Yeah, Judas Iscariot là rình mò, coi như là thấy không được lợi theo Chúa ba năm mấy, không thấy được lợi gì, thấy Chúa lên như diều gặp chó, chữa bệnh nè, đuổi quỷ nè, người đuôi được thấy, người điếc được nghe, người câm được nói, người què thì được đi, ngay cả người chết được sống lại nữa. Rồi sau đó Chúa quá bánh, thì Chúa quá hình, rồi Chúa nói bây giờ các người hãy ăn thịt ta, uống huyết ta. Đồng dân bỏ đi, nói ông này không biết có vấn đề gì. Rồi bà Mary nghe người ta tin đồn, nói bây giờ con của bà Mary á, là ông Giê-xu á, hình như có vấn đề đó, hồi giờ sai mấy người đến hỏi thêm sao. Thì Chúa nói các người hãy ăn thịt ta, uống huyết ta. Các môn đồ, một số các môn đồ, rồi đoàn dân cũng lui đi luôn, thì còn có một số thôi. Thì Chúa mới nói
Còn các người cũng muốn lui chăng? Còn các người cũng muốn lui chăng thì ông Phi-rơ nói là Chúa Giêsu là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống, Chúa có lời của sự sống. Thì chúng ta thấy khi mà ông Judas Iscariot ông theo Chúa, ông thấy thất vọng. Rồi lúc mà má cha mẹ của ông Giăng và Gia Cơ đó, nhớ không? Câu chuyện Giăng và Gia Cơ lại xin Chúa, nếu mà lúc mà Chúa được vinh hiển thì cho đứa con tôi, đứa ngồi bên hữu, đứa ngồi bên tả, đúng không? Nhớ không? Đứa ngồi bên hữu, đứa ngồi bên tả, chơi đánh phủ đầu, chơi khôn đúng không? Còn về mét má nữa, còn về mét má này, kêu má ba má đến xin, nói với Chúa là khi nào mà Chúa được vinh hiển đó, cho đứa ngồi bên hữu, đứa ngồi bên tả ở nước thiên đàng chơi cha, mình gọi là nói vui là chơi cha mấy anh 12 môn đồ kia, phải không? 10 môn đồ kia, nhiều chuyện vui. Rồi tới ông Giuđa ông chứng kiến vậy đó, thì ông chứng kiến là Chúa Giêsu mới tuyên bố ta sẽ lên Jerusalem về, ta sẽ bị đau đớn, bị đánh đòn, bị bắt, rồi bị đóng đinh, sau 3 ngày ta sống lại. Thì ông Phi-rơ ông nói Đức Chúa Trời nào nổi vậy, nhưng mà ông Thomas thì ông nói hè, chúng ta sẽ đi lên Jerusalem để đồng chịu chết với Chúa. Ông Thomas đó, mới giờ nhớ ông Thomas đoạn 20 trong Giăng, là ông nói nếu mà ông không thấy dấu đinh của Chúa trong tay, bên hông và bên chân thì ông không thể, sẽ không có tin đó. Ông Thomas là ông cũng gan lắm, ông cũng biết sống biết chết với Chúa. Ông nói chúng ta cứ lên Jerusalem để chịu chết với thầy. Thì các em thần xác của Chúa Giêsu cũng nói thầy cứ đi lên để thầy xô cho mọi người thấy về những cái phép lạ thầy đã làm. Lúc đó thì chúng ta thấy là những người em thần xác như Gia Cơ, Giu-đe đều là những người mà không có con của bà Mary, Joseph đó, là chưa có tin Chúa là Đấng Christ, con của Đức Chúa Trời, cũng nói là thôi thầy hãy lên đi để thầy làm coi như xô cho mọi người thấy thầy làm những điều đó. Thì chúng ta thấy cái câu chuyện ông Giu-đa, khi mà ông nghe, ông đi 3 năm rồi, ông biết là, mà ông là người giữ túi tiền nữa, cho nên ông thấy tuyệt vọng quá rồi, người mà vinh hiển quá rồi mà bây giờ nói lên là chịu chết rồi, thôi trước khi chết thì thôi, mình giờ mình làm một cú, làm cú cuối cùng đi, làm cú cuối cùng, coi như là lấy được 3 miếng bạc rồi thôi, chuồn luôn. Ông chết rồi là thôi, là không có làm ăn gì được hết á. Rồi đi theo cũng như là giả tràng 3 năm mà theo thầy, coi như là giả tràng xa cát biển đông, không có được hưởng, không có lợi gì hết. Thôi bây giờ quyết tâm là bán Chúa để lấy 30 miếng bạc rồi chùn luôn. Đó, thì ở đây chúng ta thấy là Kinh Thánh nói là ma quỷ nhập vào trong cái đêm mà ăn tối đó. Chú rửa chân cho các môn đồ, thì sau đó thì cái buổi tiệc chia tay cuối cùng đó, tiệc thánh lấy được quả, thì đó Judas Iscariot đã bại mưu, đã hãm hại Chúa và bán Chúa 30 miếng đồng. Thì chúng ta thấy qua đoạn 27 hồi nãy chúng ta đã đọc đó. Thì bây giờ trong cái đề tài đó là lý do tại sao mà ông Judas ông tuyệt vọng theo Chúa hơn 3 năm mà không có được cái gì hết, mà trong lúc theo Chúa thì ông cũng trục lợi quý vị, coi như là ông giữ cái túi tiền mà ông lại ăn trộm, ăn cắp. Chắc nghĩ là không ai biết, giống như là tiền lâu lâu mình thấy cha mẹ mình có, lâu lâu mình vô mình rút tờ xài, mình tưởng không ai biết. Mà ông Giu-đa là ông cái hình ảnh của một người tham tiền. Đó, Kinh Thánh nói tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác. Thì chúng ta trở lại ở trong phần Kinh Thánh này, cái câu chuyện rất là hay, đó là
dạy dỗ chúng ta điều gì? Như có một người trong nhóm không nghỉ ngơi, ông ấy đó là ông Giuđa, đó là Giuđa Iscariot. Chúng ta thấy ông Giuđa Iscariot đó, ở trong bài học nó đấy, vì vậy mời quý vị đọc câu chuyện buồn thảm, câu chuyện buồn thảm của Giuđa trong Ma-thi-ơ đoạn 26 câu 1 đến câu 16 mình đọc rồi. Chúng ta biết Ma-thi-ơ thường gom các biến cố chung nhau dẫn chúng ta xảy ra tại nhiều lúc khác nhau. Và ông thường làm như vậy để nhấn mạnh một cái chủ đề chung cho hai biến cố. Ví dụ, trong phần này, ông gom chung các câu chuyện bữa ăn tối tại Bethany tổ chức để tôn kính Chúa Giêsu trong Ma-thi-ơ đoạn 26, câu 6 đến câu 13. Cái thứ hai là âm mưu của Giuđa Iscariot để nộp Chúa Giêsu ở trong Ma-thi-ơ đoạn 26, câu 14 đến câu số 16 đó. Hai biến cố này có một cái điểm chung mà quý ông bà anh chị em thấy rất là rõ ngay tức khắc đó. Nhưng mà Ma-thi-ơ thì khẳng định đã biết đến chủ đề chung này để trở nên hiển nhiên khi đối chiếu câu chuyện nhiều chi tiết hơn là ông Dân. Ông Dân kể về bữa ăn tối tại Bethany trong Dân đồng 12 đó. Qua làm Dân. Dân đồng 12. Trong Dân đoạn 12 câu 14 đến câu 16 á. Dân 12 xin lỗi. Trong Dân đoạn 12 câu 6. Hai câu 6 người nói vậy chẳng phải lo cho kẻ nghèo đâu. Xong vì người vốn là tay trộm cắp và giữ túi bạc trộm lấy của người ta để ở trong. Câu chuyện này thì nói là ở trong nhà Lazarơ và bà Mary, em của Lazarơ, em bà Ma-thê đập chai dầu xức thơm cho Chúa. Trong phần Ma-thi-ơ thì nói là ở nhà Simon là có một người đàn bà ở đây Simon nói có người đàn bà cầm một cái chai dầu, không phải nói tên. Thì chúng ta thấy đó trong Dân kể về bữa tiệc ăn tối tại Bethany, Ma-thi-ơ là chủ đề nào? Ở trong Ma-thi-ơ là chủ đề nào? Dầu thơm đắt tiền của người nữ này được đổ ra vì yêu mến Chúa Giêsu, lòng tham bất lương và phản bội của Giuđa. Làng Bethany nơi bữa ăn tối diễn ra. Như vậy chúng ta sẽ chọn A, B, C. Chúng ta sẽ chọn cái câu nào? Chữ B. Ta chọn chữ B. Chữ B là lòng tham, bất lương và phản bội. Phản bội của Giuđa Iscariot. Vì lòng tham mà không bán được. Ở đây thì nói ở câu chuyện Ma-thi-ơ đó, cái gì để ý đó, ở câu chuyện Ma-thi-ơ thì nói là có một người đàn bà cầm cái chai bằng ngọc trắng đựng dầu thơm quý giá lắm đến gần mà đổ trên dầu ngài đương khi ngồi ăn. Môn đồ thấy vậy tức giận, dầu này bán được nhiều tiền và lấy mà khoan khoái cho cả nhà. Như vậy thứ nhất là quý giá lắm, bán được nhiều tiền nhưng mà không có nói giá. Còn ở bên Dân đó, ở bên Dân đoạn 12 đó thì nói là bây giờ Mary lấy một cân dầu thơm tùng hương thật rất là quý giá sức trên Đức Chúa Giêsu và lấy tóc mình và lao. Cả nhà đều thông thức mùi dầu thơm đó, lấy sức, lấy tóc mà lao. Và cả nhà đều... Nhưng Giuđa Iscariot
là môn đồ về sao phản ngài nói rằng sao không bán dầu thơm đó lấy 300 denier đặng bố thí cho kẻ nghèo. Sau đó người nói vậy không phải là vậy. Nói vậy mà không phải vậy. Như vậy thì cái giá trị của chai dầu ở trong dân á, của bà Marie á, em Lazarus xích cho Chúa Giêsu á, thì giá là 300 denier mà mỗi người, mỗi ngày người ta làm chỉ có một đồng thôi. Một đồng thôi là làm cũng cả năm ăn coi như là để dành á, không ăn luôn á chứ 5-6 ngày thì thôi. Năm làm 300 denier để ngày chưa chắc làm được đồng nữa, đúng không? Lại còn phải ăn nữa. Chi phí. Như vậy thì chúng ta thấy là cái giá trị của cái chai dầu rất là lớn. Bên kia nói là một chai dầu quý, coi như là đổ lên đầu ngài. Còn bên đây thì nói là sức. Sức là lấy tóc mà lao. Mà dạ, chai dầu có giá trị tới 300 denier. 300 denier đâu phải giỡn quá vậy. Bán chúa có 30 miếng bạc thôi. 300 denier. Quý vị thấy người thủ quỹ mà có cái tấm lòng tham mà quý vị thấy là nguy hiểm. Rất là nguy hiểm. Như vậy là ở đây nói là lòng tham phải không? Judas Iscariot. Judas Iscariot là tham, tham tiền. Bất lương và phản bội của Judas. Hơn nữa đó, khi mà chỉ nhìn vào cái câu chuyện thì có nhiều cái chi tiết, có rất là nhiều chi tiết. Ở trong văn thì chúng ta thấy đủ thấy hai cái biến cố này, mà trong Matthew thì gộp chung lại là sự được tách ra cách nhau rất là nhiều ngày. Trong văn đoạn 12 câu 1 thì bữa ăn tối tại Bethany này xảy ra mấy ngày trước lễ vừa qua. Mấy ngày trước lễ vừa qua. Mấy ngày. Khoảng mấy ngày? Mấy ngày chị không ăn? 6 ngày, ghi vô. 6 ngày. Trước 6 ngày. Như vậy thì âm mưu chống Chúa Giêsu có từ mấy ngày trước lễ vừa qua? Và giờ đoạn 26 câu 1 đến câu 5. 2 ngày. Âm mưu thì là 2 ngày. Nhưng mà lễ vừa qua thì trước 6 ngày. Như vậy, cái bữa ăn tối tại Bethany đến để trân trọng Chúa, để mà trân trọng Chúa để xảy ra. Nhiều ngày trước âm mưu phản bội Chúa Giêsu trong cùng một ngày với âm mưu phản bội Chúa, rất nhiều ngày sau âm mưu phản bội Chúa, như ABC mình sẽ chọn nào? Chị chọn tiếng A là nhiều ngày trước. Có âm mưu rồi, như vậy là Judas đã tính kế rồi. Như tôi mở đầu cái câu chuyện là Judas Iscariot theo Chúa 3 năm thấy không có lợi gì cả. Bây giờ thì đoàn dân cũng bỏ rồi, còn có mấy mạng thôi. Rồi Kinh Thánh nói cũng các môn đồ cũng bỏ ta, cũng bỏ luôn rồi. Đoàn dân bỏ, môn đồ bỏ rồi. Tại vì có 12 sứ đồ, 70 môn đồ Chúa sai nữa. Rồi nguyên đoàn dân rất là đông theo Chúa. Nhưng mà rồi thì Chúa nói giờ các ngươi ăn thịt ta, uống huyết ta. Ta lên Jerusalem bị bắt, bị đánh đòn chịu chết. Thấy hết hy vọng rồi, đúng không? Hết hy vọng rồi, không còn hy vọng gì nữa. Thôi giờ phải có kế hoạch, coi như là tính kế. Mà khi mà mình có cái lòng mà ác không có gì, mình có cái lòng mà không có tốt, mình suy nghĩ điều không tốt thì làm gì? Ma quỷ nó gieo trong đầu mình, nó nhâm nhập mình. Giống như từng rồi mình nghe giảng đó, chú nói là Phi-rơ đoạn 5 á. Nó Phi-rơ nói là ma quỷ như sư tử rống mà. Ma quỷ như sư tử rống đi rình mò tìm kiếm. Hở nó được nho như ma quỷ là giống như là con già con sư tử nó đã bị ở trong sở thú mà giờ nó xuất chuồng ra rồi. Bây giờ nếu mà nhà mình ở gần sở thú mà con sư tử nó xúc chuồng ra, quý vị có dám đi lãng giảng không? Không ai dám đi phải không? Sợ nó mà nó nhức mình luôn ha. Cho nên đó là mình phải đề phòng nhất, đúng không? Thì
Ông kia nói là ma quỷ nó đã xuất trường rồi, tại vùng này vùng của địch mà. Ma quỷ Kinh Thánh nói, ông nói ma quỷ như sư tử rống, sư tử rống đi rình mò tìm kiếm, nếu hở nó sẽ nuốt anh em. Như vậy thì chúng ta thấy là ma quỷ nó rình mò, mà nếu mà mình không cẩn thận đó, mình mà không có vũ khí của Chúa, mình không có mão trụ, rồi có dây dịch lưng, rồi Tinh Lành Bình An, thẫn đức tin đó, thì mình không có Kinh Thánh đó, mình không có Kinh Thánh thì ma quỷ sẽ cám dỗ mình thôi. Mà nếu mà mình có cái gì ác á, bởi vậy trong cái lời cầu nguyện Chúa Giêsu dạy hay ghê ha. Chúa Giêsu dạy xin chớ để con bị cám dỗ á, nhớ không? Lời cầu nguyện á, có nhớ cầu nguyện tối mỗi lần cầu nguyện xong có lên có cầu nguyện chung không? Mỗi khi mình cầu nguyện xong mình phải cầu nguyện chung. Tại vì xin Chúa giúp mình. Cầu nguyện chung là cũng một cái đời để mà tôn cao danh Chúa, nước Cha được đến, nước Cha được nên ở đất như ở trời đó. Do chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày hay đủ dùng đó, xin tha tội lỗi chúng con như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, xong cứu chúng con khỏi điều ác. Vì nước quyền, quân hiển thuộc về Cha đời đời vô cùng. Amen. Như vậy cái câu cầu nguyện Chúa dạy là xin chớ là xin đừng á, để con đi vào cái mưu kế của ma quỷ. Nếu mà mình suy nghĩ bậy á, mình làm một điều không đúng á, có cái điều gì mà mình giống từng rồi tôi nói mà lợi người á, lợi người, lợi mình mà hại người á, là mình nên không làm. Tại vì ông Phaolô nói là chớ làm chi vì lòng tranh cạnh và hư vinh. Đừng có tranh cạnh, đừng có hư vinh. Phải khiêm nhường coi người khác như trân trọng hơn mình. Rồi chứ chăm về lợi riêng mình mà phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Mình đâu phải nhiều lúc người ta nói là quân tử đó quý vị, quân tử đó. Nếu mà thấy cái gì lợi trước mắt á, lợi trước mắt chưa chắc gì họ làm. Người quân tử không bao giờ thấy gì lợi trước mắt nhưng mà hại người khác họ không làm. Còn có tiểu nhân á, người tiểu nhân á là cái gì thấy lợi là làm thôi, bất chấp hại người khác, là bất chấp là làm cho người ta thiệt hại, thì cái người tiểu nhân luôn luôn sẵn sàng làm. Nhưng mà cái người quân tử á quý vị, người quân tử á là thấy lợi trước mắt nhưng mà hại người khác thì không bao giờ làm. Như vậy thì chúng ta thấy cái ông Judas Iscariot này là ông bài mưu, ông có âm mưu, ông thấy Chúa là đi theo Chúa tuyệt vọng quá rồi thôi, giờ thấy người ta đập cái chai dầu mà xích chặt Chúa Giêsu, xích cho Chúa Giêsu, tiếc quá, tiếc và đứt, coi như là đứt ruột luôn. Hả chị Hồng Anh? À, cô yeah. Cô Bích và chị cô Trạch đứt ruột luôn á, nhưng giỡn đâu, tại vì chai dầu rất là quý giá mà đến nỗi là 300 đề này để làm cả năm. Bây giờ ở đâu mà có tiền để làm cả năm, cho nên á là phải mua kế thôi. Chúa nói thôi ta lên Jerusalem sẽ bị hình phạt, sẽ bị đau đớn, đánh đòn, thì bị đóng đinh chết đi, cho nên ông nói thôi không được, chuyện này phải làm gấp thôi, phải làm gấp thôi. không thể chờ được rồi, cho nên ông mới mua kế để mà phản Chúa. Vì vậy cho nên chúng ta học được cái gì ở trong sách Matthew, gộp hai cái biến cố này lại với nhau, thứ tự thời gian chính xác của các biến cố này, và rất rõ cái nét giữa lòng tham và bất lương của Judas Iscariot và tình yêu tuôn trào từ lòng tận hiến của người nữ. Câu số 5 đó mình sẽ chọn phần A và phần B. Mình sẽ chọn phần B là rất là rõ nét cái lòng tham của Judas Iscariot và cái tình thương của một người nữ yêu Chúa. Một người, quý vị thấy so sánh không? Một người yêu Chúa, một người nữ, họ yêu Chúa
yêu Chúa đến nỗi mà cái một cây trầu quý giá làm công của một người mà có việc làm một năm là cũng giỏi đó quý vị. Không phải ai cũng có việc làm mỗi ngày đâu. Mà để dành trong một năm mà mua được cái chai dầu 300 denier, chai dầu quý, chai dầu thật, đắt giá. Coi như là của hầu môn đó, một người phụ nữ đó. Mà dám đặt để mà xức xác Chúa Giêsu. Mình phải nói thấy cái người nữ này yêu Chúa thì là dường nào. Yêu Chúa, không tiếc với Chúa, không tiếc của. Khi mà mình yêu Chúa, ngày Chủ nhật tôi sẽ giảng. Chủ nhật tôi sẽ ở trong clip tâm tình giống như Chúa Giêsu đó. Thì chúng ta thấy Chúa yêu mình đến nỗi mà Chúa phải xả thân, chết cho mình. Và người nữ này yêu Chúa đến nỗi mà đem cái chai dầu quý giá của mình mà đập cái chai dầu đó. Giá trị mình biết ông Giuđa Iscariot, ông biết giá nha quý vị. ông Giuđa Iscariot, ông biết cái giá tiền của chai đó nha quý vị. Quý vị thấy ông kinh khủng không? Tôi nghĩ các môn đồ chắc không biết đâu. Mà ông này ông biết. Ông này cũng biết xài tiền chứ không giỡn đâu. Ông cũng biết cái giá trị đồng tiền mà. Cho nên là ông biết cái giá trị cái chai dầu này. Ở đây có ai có ý kiến gì không? Giuđa này ghê thiệt chứ. Không? Không biết cái giá trị của chai dầu. Thì khi chúng ta kiểm tra cái dữ kiện này thì chúng ta mở lại cái phục lục 1 đó. Chúng ta ôn kỹ cái biến cố trong hai ngày dẫn đến cái tình thánh đó. Và rồi chúng ta thấy biến cố của ngày Chúa Giêsu ngày Chủ nhật đó đến ngày thứ tư trong tình thánh đó. Thì cái điều này đáng phải giúp chúng ta nhìn đúng vào những cái biến cố ngày trong từng lễ gọi là khổ nạn đó, những năm khổ nạn của Chúa Giêsu. Chúng ta thấy rất là ở đây chúng ta thấy câu chuyện ở trong gian thì dịch lại cái biến cố này cũng giúp cho chúng ta nhận diện cái người nữ đã xức dầu cho Chúa Giêsu. Ở trong gian đoạn 12 câu 3 thì người nữ này là tên gì? Marie. Tên Marie. Nhưng mà ở trong mà gia đình này còn ai nữa không? Còn ai? Còn Ma-thê mà La-sa-rơ. Nhưng mà cái chai dầu thơm ở trong Ma-thi-ơ á, thì xích dầu cho Chúa Giê-xu là bằng chứng cái chiều sâu của tình yêu của bà dành cho Chúa. Thường như là bà xích dầu cho chân của Chúa trong văn đoạn 12 câu 3 đó. Và đầu của Ngài trong Ma-thi-ơ đoạn 26 câu 7. Như vậy một người viết một cái khía cạnh là một người thì trong văn ông nhìn là bà xích lấy dầu thơm xích chân của Chúa, lấy tóc lao. Còn ở trong Ma-thi-ơ thì cái khía cạnh của ông Ma-thi-ơ thì ông viết là lấy dầu thơm đổ lên đầu Chúa, đổ lên đầu Chúa. Thì nó có một cái ý nghĩa xích xác Chúa Giê-xu trước khi ngài bị chôn. Như vậy thì chúng ta thấy đó, chai dầu thơm trị giá bao nhiêu tiền? Ở trong văn đồng 12 câu 5 á. Nãy mình nói rồi. 300 denier. 300 denier. Lớn không? Chị Mừng thấy lớn không? Chị Mừng? Dạ, thưa mục sư, cái vấn đề cái sức trên đầu Chúa rồi bà lấy tóc lao. Còn ở đây thì nói là xích dưới chân và lấy tóc lao. Rồi cái nào chính xác hơn một sư? Thật ra cái nào nó cũng chính xác hết. Nhưng mà mỗi người họ viết một cái khía cạnh khác nhau. Chẳng hạn ví dụ đi. Chị bây giờ ba người phụ nữ đi. Đi vô xem một cái lâu đài đi. Người thì đi vô phòng này. Người thì đi vô phòng kia. Người thì nhìn cái kiến trúc này. Người thì nhìn cái khía cạnh khác. Mỗi người đều xem hết á. Nhưng mà mỗi người nói một cái ý khác. Mỗi người nhìn một cái khía cạnh khác. Cho nên đó là hai cái sách đó. Khi mà mình đọc hai sách mình đối chiếu lại đó, thì nó sẽ đầy đủ hơn đó chị.
nó đầy đủ hơn, coi như là mỗi mỗi người họ 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 nhớ họ ghi ra, họ ghi ra cái phần như vậy. Thì khi mà mình đối chiếu lại đó, thì hai sách đó, thì mình sẽ so sánh, mình gộp lại là mỗi người nhìn một cái khía cạnh khác nhau. Một người thì không có đầy đủ, nhưng mà cần hai hoặc ba người, cho nên tại sao mà có bốn sách Tin Lành Cộng Quan để có những cái câu chuyện bên này viết cái kiểu này, bên kia viết, tại vì mỗi người họ nhìn họ họ nhìn cái câu chuyện nó theo cái khía cạnh của họ thấy, cho nên là cả hai đều đúng hết đó chị. Nhưng thấy khi mà sức dầu dưới chân Chúa rồi bà xỏ tốt rồi bà lau thì thấy nó gần, nó chính xác hơn. Thì mỗi cái câu chuyện ở trong Kinh Thánh thì nó mỗi người họ ghi lại một cái cách. Ở trong Matthew thì chỉ ghi là đổ trên đầu, còn ở trong Giăng thì là xích dưới chân lấy tóc mà lao. Cho nên giống như em nói đó, là đi vô một cái lâu đài thì mình bốn năm người, bốn người mình nhìn cái khía cạnh mỗi người diễn tả khác nhau. Giống như mà chị nhớ cái câu chuyện người ta kể là có cái bốn người mù mà đến gờ một con voi không? Đến gờ một con voi, người thì nói là cái chân con voi, là nói là cái cách này, người thì nói cái đầu con voi, cái lá tai con voi, cái đuôi con voi. Cho nên thì mỗi người họ họ nhìn cái tầm nhìn, nhưng mình suy nghĩ cũng khác nhau, mà người khác không có ai giống mình. Nhưng mà ở đây là mô tả là mỗi người mô tả một cái khía cạnh ghi lại, cho nên tại sao phải có bốn cái sách. Mình nói bốn sách Tin Lành Cộng Quan nó có liên hệ về về Chúa Giêsu, cho nên có người thì viết đầy đủ, có người thì lại không có viết đầy đủ đầy đủ, thì mình mới đối chiếu, mình mới có cái vấn đề là mình đối chiếu như vậy. Thì chúng ta thấy đó là cái lương công nhận ở trong trung bình khoảng một đơ-ni-ê, thì từ cái chú thích cuốn cuối cuối trang Kinh Thánh, chai dầu thơm này đem bán được bao nhiêu tiền? Được 300 đề nghị. 300 điên ê, mà nếu mà tính ra tiền giờ, nếu mà người phụ nữ mà làm công thôi, mình là nói làm công thôi thì cũng bây giờ 18 đồng giờ đó. Châu Châu mà mới học high school ra đi làm đó là học sinh thôi đó, là minimum wage thôi đó, là ở Cali là 18 đồng giờ đó. Mình 18 đồng giờ, mình tính coi nhiêu giờ. Chị Hồng Ân là cô giáo là giỏi nè, 18 đồng nhân cho Nhân từ 12 nhân cho chắc 12 thì chúng ta thấy là năm năm làm cũng nhiều tiền lắm ha. Cho nên nó là cũng ba mươi mấy 40 ngàn đi, cho cỡ giờ cho dưới 40 ngàn đi. Thì chúng ta thấy là 40 ngàn mà mua chai dầu quý giá, mà dám mà có ai dám rằng phụ nữ là dám mà tặng cho người yêu mình không, dám tặng người yêu mình 100 lương không? Tôi nghĩ khó nha. Mà nhiều khi cái người đàn ông đó nhận cũng là coi như là lạm dụng cái phụ nữ đó, hay là thấy người yêu mình thương mình quá rồi lạm dụng móc túi, chứ thật ra chưa chắc gì thương thiệt mình nữa. Nhưng mà dĩ nhiên có những người thương thì họ có ai dám không, có ai dám mà cho người yêu của mình 100 lơ tiền lương không? Nghĩ khó à nha. Khó. Làm được không? Cô Bích thấy có làm được không? Không, tôi cũng làm được đâu. Thì không có ai thương thiệt, nhiều khi họ thấy mình có tiền họ lợi dụng, phải không? Họ lợi dụng cho nên nó là khó lắm. Và cái người phụ nữ này,
có thể là ở đây nói là một người vô danh trong Ariya thì nói một người vô danh, một người phụ nữ thôi, nhưng mà trong thì trong văn thì nói là bà Mary. Thì chúng ta thấy là cái yêu Chúa là dường nào, cho nên sẵn sàng một năm lương để mà có thể mà đọc cái chai dầu để mà sức xác Chúa. Nhưng mà cái người, cái hình ảnh của cái người đàn bà này, họ không có đối chiếu lại, không có cãi lại, cũng không có binh giật mình, cũng không có mà coi như là biện hộ cho mình. Quý vị thấy không? Mình đọc ở trong Matthew cũng thấy vậy, mà ở trong văn cũng thấy vậy. Ở trong văn thì Đức Chúa Giêsu đáp rằng: hãy để mặc người, người đã để dành dầu thơm này để cho ngài chôn xác ta, vì các ngươi thì thường có kẻ nghèo ở với mình, còn ta các ngươi không có ta luôn. Còn ở trong Matthew thì viết rõ hơn. Chị Hồng Anh thấy Matthew thì viết cái câu mà dầu này có thể được nhiều tiền để mà lấy mà thêm phát cho kẻ nghèo nghèo nàn. Đức Chúa Giêsu biết điều đó, bèn phán cùng môn đồ rằng: sao các ngươi làm khó cho người đàn bà đó? Người đã làm việc tốt cho ta, vì các ngươi thường có ngã nghèo ở cùng mình, song chẳng có ta ở cùng luôn luôn. Người đổ dầu thơm trên mình ta để sửa soạn chôn xác ta đó. Quả thật ta nói cùng các ngươi, khắp cả thế gian, hễ nơi nào tin lành này được giảng ra thì cũng thực lại việc ngài người ấy đã làm để nhớ đến người. Như vậy thì chúng ta thấy ở trong Matthew viết đầy đủ hơn, trong ông Matthew ông viết đầy đủ hơn ông văn. Ông Matthew ông trong Matthew thì Chúa nói là: tại sao người làm khó cho người đàn bà này, người làm việc tốt, bà làm việc tốt mà chỉ trích. Ngày hôm nay có những người làm việc tốt, người ta hành xấu, sao dại dữ vậy? Bởi vì mà anh chị em có thấy không? Ngày hôm nay mình làm việc tốt, hay lâu lĩnh. Ngày hôm nay nhiều khi mình làm việc tốt, mình giúp người này, giúp người kia, mà mấy người khác cũng không, sao mày ngu quá, mày dại quá vậy? Y chang đây, bà làm việc tốt mà người ta chỉ trích, người ta phê bình. Chúa nói đây là làm việc tốt, nếu mà mình chính đáng, nếu mà mình cái lương tâm của mình, nếu mà mình có lương tâm, nếu mà mình yêu mến Chúa, mình phục vụ Chúa, mình dâng hiến, mình dâng thì giờ, dâng tiền bạc, dâng sức lực, mình thờ phượng hầu Chúa, nếu mà mình đã làm việc tốt và Chúa khen mình đó là việc tốt thì mình cứ làm. Cho dù có ai mà kêu mình nói mình thôi sao mình dại quá, đi nhà thờ làm gì để thấy làm này làm kia được sao, mình làm chi à. Nhưng mà mình nếu mà mình làm một điều nào mà tốt thì Chúa công nhận cái đó thì mình không khe, cho dù có ai nói ngã nói nghiêng thì mình cũng không có quan trọng. Thì Chúa Giêsu nói gì? Chúa Giêsu nói gì? Đức Chúa Giêsu biết điều đó, bèn phán cùng môn đồ rằng: sao các ngươi làm khó cho người đàn bà đó? Người đã làm việc tốt cho ta, vì các ngươi thì có kẻ nghèo. Mình thật ra mình thấy người nghèo, mình đi ra ngoài là có người nghèo này. Người nghèo khắp nơi. Bây giờ xã hội nó loạn, xã hội nó nghèo, kinh tế xuống dốc, nó đi toàn cầu chứ không phải nước Mỹ. Không phải chỉ Mỹ không, ở Việt Nam thê thảm luôn quý vị. Ở Việt Nam nhiều người gia đình thê thảm. Ở Mỹ mình đã khó rồi, mà nước nước giàu có đã khó rồi thì không chi là mấy nước kia còn thảm, thê thảm hơn mình nhiều, khó khăn. Cho nên mình cái nghèo á, đi ra là có nghèo, đi ra là thấy có người nghèo rồi. Mình đã học từng trước rồi, trong Matthew mình đã học nhiều bài học, tôi nói rất là kỹ. Mình giúp cho kẻ nghèo, đi ra ngoài là có kẻ nghèo. Và Chúa nói mình có kẻ nghèo luôn luôn. Muốn muốn giúp người nghèo dễ lắm quý vị, tại mình không có lòng thôi, sợ mình không có lòng, mình không có cái tấm lòng bác ái thôi, chứ nếu mà mình có lòng thì ở đâu cũng có người nghèo. Và Chúa nói là các ngươi thì có kẻ nghèo luôn luôn, nhưng mà không có ta luôn luôn. Đây là một cái cơ hội, đây là cái dịp tiện, đây là một cái thời phút thiêng liêng nhất mà người phụ nữ dám
quên mình yêu Chúa đến nỗi mà đem cái điều quý giá nhất, chẳng những cái tấm lòng, cái hành động của mình, nhưng mà cái tài sản của bà có bao nhiêu đó, tài sản làm trong một năm, bà dám đập cái chai dầu thơm. À, Kinh Thánh nói là khi mà đập chai dầu thơm nó thơm phức cả nhà mà. Đại là đó là một chai dầu thật, nó có giá trị. Bà sẵn sàng làm cái gì tốt. Và bà thẳng thắn, bà không có nói tại sao tôi làm cái này, tại sao tôi làm kia, tại sao chỉ tích trưa tôi làm tốt quá mà tại sao mà chỉ tích trưa vậy, nhưng mà bà không nói. Bà yên lặng, bà cứ làm, tại vì Chúa khen, Chúa bình dịch. Có những lúc chúng ta làm, có những người họ chỉ tích, hoặc là họ ganh tị mình, hoặc là họ thấy mình sao tốt quá, rồi họ không được tốt như vậy, họ cũng không có ưa mình nữa. Rồi có những điều mà mình làm được mà người ta không làm được, thì họ cũng không thích mình nữa. Nhưng mà mình thấy mình làm đẹp lòng Chúa, mình thấy mình bỏ công ra, mình hầu vì Chúa, bỏ tiền bạc ra, mình hầu vì Chúa, thì bỏ sức lực ra, mình hầu vì Chúa, đó là cái cơ hội cuối cùng. Nếu mà mình là con cái Chúa, thì tôi thưa quý ông bà anh chị em, khi mà mình còn sống, nếu mà Chúa cho mình sống 24 giờ một ngày đó, là cái ngày cuối cùng trong cuộc đời của mình, thì quý vị sẽ làm gì? Quý vị sẽ xử sự như thế nào? Thì dĩ nhiên quý vị cũng sẽ làm trong bao nhiêu ngày khác cũng giống như vậy. Và mình sẽ làm cái công việc nào thì mình sẽ làm hết lòng, phải không? Thì Chúa nói làm việc gì hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa chứ không phải cho người ta. Và đây là cái cơ hội, nếu mà Chúa cho mình có 24 giờ để mình hầu vì Chúa, thì quý vị có dám có sử dụng cái thời giờ đó để mình hầu vì Chúa hay không? Thì đây là cái cơ hội. Và ở đây Chúa nói là các ngươi thì có kẻ nghèo luôn luôn, nhưng mà không có ta luôn luôn. Và đây là cơ hội của người phụ nữ dám cống hiến, dám dâng hiến, dám tận hiến cho Chúa của mình. Và ở đây cái phần kết đó, thì Chúa nói gì? Quả thật ta nói cùng các ngươi, khắp cả thế gian, hễ nơi nào tin lành này được rao giảng thì cũng thực lại việc người ấy đã làm để nhớ đến người. Quý vị thấy hãnh diện không? Tiểu Hồng Ân, cô Bích với cô Tranh với chị Ngọc, mình thấy mình hãnh diện không? Mình thấy nếu mà mình làm cái việc này có giá trị, người ta nhớ đến mình hoài. Mà nhất là ở đây Chúa nói là khi nào mà tin lành, mỗi là khi nào tin lành, ai cũng vậy, tin lành giảng ra, ông này ông kia, ông mục sư tín đồ nào cũng vậy, mỗi lần mà nhắc đến cái câu chuyện này thì lại nhớ đến người này. Quý vị thấy hãnh diện không? Có những chuyện mà mình người ta làm á tốt mà rồi sau này người ta cũng quên, giống như là Joseph, ông giúp cho xứ Egypto cứu đói trong 7 năm hoạn nạn, nhưng mà sau này thì con cháu ông bị làm nô lệ, họ đọc họ quên, họ không còn nhớ đến Joseph là ai hết. Và dân Israel phải làm ở xứ Ai Cập 430 năm, coi như là ít nhất làm nô lệ cũng 400 năm. Quý vị thấy thê thảm không? Thấy thê thảm không? Họ đâu còn nhớ đến cái người anh hùng nữa đâu. Nhưng mà ở đây thì Chúa nói gì? Mình làm việc tốt cho Chúa, làm cho Chúa đó, trước khi mà Chúa chết đó, thì cái người đàn bà này, người vô danh này, hay là bà Mary này, dám hy sinh, dám yêu Chúa đến nỗi mà dâng cái điều quý giá của tài sản của bà, tấm lòng của bà cho Chúa. Thì Chúa nói đừng có trách, Chúa binh vực và Chúa còn khen nữa. Khi nào mà tin lành giảng ra thì luôn luôn nhắc, sung sướng không? Và tin lành với cái câu chuyện Chúa Giêsu, khi mà chúng ta rao giảng tin lành thì chúng ta nói đến Chúa Giêsu, nói đến sự hy sinh, nói đến Chúa giáng sinh, nói đến Chúa sự khốn khó, nói đến Chúa sống lại, và nói Chúa về trời. Thì khi mà giảng tin lành thì nhắc đến Chúa Giêsu, thì lại nói kể cái câu chuyện này. Thì câu chuyện này là một câu chuyện đẹp, được Chúa công khai, Chúa công nhận, và Chúa rất là hạnh diện cái người này làm việc tốt, và Chúa cũng khen cái người này mỗi lần khi mà rao giảng thì lại nhắc đến. Và quý vị có bao giờ có muốn người ta nhắc đến mình không? Mình làm những việc tốt có muốn người ta nhớ đến mình không?
cũng như giống người đàn bà này hay không. Và đó là một cái ý nghĩa rất là sâu sắc. Khi mà chúng ta làm việc Chúa đó, thì Chúa nói là Chúa ghi nhận, và Chúa nói là Chúa không bao giờ Chúa quên, và Chúa nói là Chúa sẽ ban phần thưởng để trả cho chúng ta tùy công việc mình làm. Mình làm có ích lợi, mình làm có giá trị, mình làm có ý nghĩa, thì chính Chúa cho mình cứ tiếp tục làm, cho dù có người khác ganh tị, người khác có chỉ trích, nói mình ngu, mình dại, nhưng mà mình không khe. Tại vì nếu mà mình, cái lương tâm của mình thấy điều đó tốt, mình giúp người khác, mình hầu vì Chúa, mình giúp người này, mình giúp người kia, thì điều đó tôi nghĩ là việc tốt. Khi chúng ta làm việc tốt rồi đó, thì được Chúa khen và Chúa ghi nhận, Chúa ban phần thưởng cho chúng ta. Và ở đây tôi nghĩ cái người đàn bà này không có ngờ đâu, bà quá ngờ, không có ngờ được Chúa binh vực bà, không có ngờ mà được Chúa khen nó, hơi để mặt người, để người làm cái điều tốt này, để trước khi chôn xác ta đó, như ông Joseph á, cái gì nhớ ông Joseph, ông Joseph thì làm gì? Ông Joseph thì mà dâng cái ngôi mộ để chôn Chúa Giêsu. Còn ông Nicodem á, ông Nicodem là tín đồ ông thầm, khi mà gặp Chúa trong văn đoạn 3 đó, Chúa nói về sự sanh lại đó, born again đó, tái sanh đó. Thì sau này ông là tín đồ, ông là người Pharisee, giáo sư lớn của dân Do Đất Giuđa, nhưng mà ông tin Chúa, ông tin Chúa âm thầm. Sau khi mà Chúa Giêsu bị đóng đinh thì ông gì? Ông đi vào tòa công lực, ông xin đem xác Chúa Giêsu để bằng chôn, mà đem đến 100 cân một dược, trăm coi như là đến để mà xôn xác Chúa Giêsu, coi như là ông dâng cho Chúa, mà dâng coi như là trễ á, coi như là để mà xôn xác Chúa. Ông nhà giàu mà ông dâng, còn cái người mặc dầu trễ hay là sớm gì, nhưng mà mình thấy cái câu chuyện cái người đàn bà này hay là bà Mary em của Lazarus dâng cho Chúa trước khi Chúa Giêsu chịu thương khó, thì đó là điều tốt. Quý vị thấy điều tốt hơn hay là đợi tới Chúa chết rồi mình mới dâng? Trễ rồi, trễ rồi, phải không? Hả? Chúa chứng kiến nó tốt hơn. Ừ, nó tốt hơn. Như vậy là mình có cơ hội là cứ làm, phải không? Đúng không? Dạ. Có cơ hội cứ làm. Tôi nghĩ trước khi chấm dứt đó, còn một phút đó, trước khi chấm dứt, tôi khi mà tôi hầu về Chúa ở kỷ niệm 30 năm hầu về Chúa đây 26 năm, tôi nằm tôi ngẫm nghĩ, tôi cảm ơn Chúa vô cùng, nghĩ là từ rồi tôi cũng có nhắc đến, mình thấy hội thánh mình toàn là quý ông quý bà không à, mà là coi như là single rồi một con quá bụa không, mà mình thấy Chúa thương quá đến nỗi mà Chúa cho mình có cái cơ sở, có cái nhà thờ ở trong vùng thì có 11 nhà thờ của CME, mà có một số thì chưa có nhà thờ, còn một số thì nhà thờ họ lớn lắm, mỗi tháng họ mua mấy triệu lắm, mà chỉ có 4 cái nhà thờ được phê ốp là nhà thờ Sacramento, với nhà thờ San Jose 1, với nhà thờ Diêu Nhìn và nhà thờ North Shore, mình là cái thứ tư ở trong 11 cái ngôi nhà thờ. Mà mình thấy mình cảm ơn Chúa vô cùng. Không biết tại sao mà mình không có nghĩ ra, không biết tại sao mà mình cái nhóm mình có là ít, mà tại sao lại Chúa lại cho mình có tiền để mua nhà thờ mà lại cả phải ốm nữa. Mình thấy nó lạ lùng vô cùng. Mà mình thấy lạ lùng vô cùng, mà Chúa không bao giờ cho mình thiếu cả. Tôi có nói với anh Ngọc là có ghi vô mà anh Ngọc không dám đọc, là mình tạ ơn Chúa là hồi lúc mà mình chưa mua nhà thờ thì còn mình có chỉ có 40.000 thôi trong quỹ thôi, không phải là quỹ tàu mãi. Rồi lúc mình mua nhà thờ là mình hết cái tiền đó, mình đau 20%, rồi tiền giấy tờ nó hết 40.000, mình không còn tiền nữa. Rồi khi mình có nhà thờ, mình đi mua đồ rồi mình xây phòng thanh niên, mình thay phòng thiếu nhi rồi, mà bây giờ mình đập sửa cái mái nhà, rồi mình remodel phòng bếp, mình làm lại hết
tốt đẹp, mà bây giờ mình phải ốp vào thờ rồi, giờ mình có hơn 40.000 nữa. Mình thấy lạ luôn bố con. Mình nói cho nhiều quá. Coi như là nó trở lại hơn cái số tiền đó, mà lại có đầy đủ hết quý vị, đầy đủ hết ba cái building. Cho nên mình thấy quý ông không vui quá một thứ ơi. Dạ vâng. Chưa đông đủ ngồi chết nghe thờ hết. Dạ vâng. Mình thấy lạ luôn, mình thấy lạ luôn, nghe mình thấy giống như bà, cái người phụ nữ này giống như bà Mary đây. Dâng cho Chúa, quý vị dâng cho Chúa, quý vị không có thấy lỗ đâu, dâng cho Chúa để mình làm vinh hiển danh Chúa. Mà có những người đó hô tôi thôi, tôi không ở đây, hồi đó còn mục sư Nguyễn Khắc Phước đó. Thôi tôi bỏ vào thờ tôi đi, để đây coi hai ông Phước còn lo được không, hay là dài trước sau gì nó cũng đóng cửa. Tôi nói nhà thờ của Chúa mở mà làm sao đóng cửa được. Họ giận cái họ bỏ đi, họ nói thôi để coi hai ông Phước này để coi làm sao, trước sau gì cũng đóng cửa. Có những người tuyên bố vậy quý vị. Nhưng mà mình thấy, nhìn lại mình thấy những cái của quý ông bà anh chị em lòng rất là lớn, dâng cho Chúa. Mình hội thánh đâu phải đại gia, đâu phải đại gia đâu, phải không? Nhưng mà chúng ta dâng cho Chúa, chúng nó việc nhỏ thì Chúa làm cho nó lớn lên. Và Chúa nhớ công ơn của quý vị đã làm. Và nhìn lại 30 năm mình thấy tất cả quý ông bà anh chị em còn cả Chúa đã hầu bị Chúa hết lòng dâng hiến cho Chúa, và Chúa sẽ ghi nhận mình. Mình thấy những cái cuộc đời đã về với Chúa rồi, những người còn ở lại thì mình thấy rất là phước hạnh vô cùng. Thì giống như câu chuyện này, xin Chúa giúp cho quý ông bà anh chị em là khi mà có cơ hội hãy hầu vì Chúa. Quý ông bà anh chị em có cơ hội, có dịp tiện, tại vì Chúa nói các ngươi thì có kẻ nghèo, luôn luôn đi ra là có kẻ nghèo, nhưng mà không có Chúa luôn luôn. Và cơ hội đó, cơ hội mà khi mà chúng ta hầu vì Chúa là đây là cơ hội. Và mình nói thưa với Chúa, đây là cơ hội cuối cùng. Con dâng hiến là đây là cơ hội cuối cùng, hôm nay con hầu vì Chúa. Thì xin Chúa cho chúng ta hầu vì Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức. Mà mình làm cái điều gì, mình nói là con làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta. Thì xin Chúa giúp cho quý ông bà chị em hôm nay chúng ta sẽ học ngắn đến đây thôi. Rồi từ sau chúng ta sẽ tiếp tục. Tôi xin mời chị Hồng Ân sẽ tạ ơn Chúa, rồi chúng ta sẽ cầu nguyện kết thúc. Tôi lạy Đức Chúa Trời Ban Ngôi, Ngài là Cha nhân từ đầy lòng thương xót, Ngài cảm ơn và chẳng nóng giận. Chúa là Đức Chúa Trời, con một không hai, chúng con hết lòng kính mến và lại con tạ ơn Chúa vì sự ban cho của Ngài không xiết kể. Mặc dù chúng con không có nhiều tiền, chúng con lớn tuổi, con già yếu neo đơn bệnh tật, nhưng với sự yêu mến Chúa, con cũng thấy và thánh Chúa được Chúa ban phước cho rất nhiều. Chúa ban ơn lại cho thánh của chúng con. Chúng con thật thấy thật lạ lùng vì sự ban cho của Ngài. Chúng con đã tạo mãi được cơ sở nhà Chúa. Chúng con rất lòng mừng rỡ, tạ ơn yêu thương vì sự ban cho của Ngài. Chúng con hết lòng tìm cầu Chúa. Chúng con thờ phượng Ngài. Chúa ban thêm đức tin giữ gìn hội thánh của Chúa. So như chúng con dù bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ tuổi tác như thế nào, chúng con cũng hết lòng hầu việc Chúa bằng cách mọi nơi. Xin Chúa ban phước và bổ sức thêm mục sư cho ông được ơn, bàn thêm ơn sức khỏe. Chúng con hết lòng chung lòng với nhau cùng hỗ trợ mục sư để thờ phượng Chúa. Chúa chúc phước trên tất cả ông bạn chị em con ở hội thánh. Chúa ơi, tối nay chúng con học được bài học về sự tham lam của lòng loài người. Xin Chúa cho chúng con giữ gìn lòng trung tín, giữ gìn lòng thanh sạch khi chúng con hầu Chúa. Chúng con
Xin Chúa cắt bỏ hết những điều xấu xa trong lòng của chúng con, để cho con như một bình không trước mặt Chúa để hưởng công phước ở phượng Ngài. Xin Chúa ban ơn cho buổi nhóm tối hôm nay của chúng con được bình an, được phước hạnh, để cho chúng con được ngày giấc ngủ ngon. Chúng con xin Chúa Thánh Linh hướng dẫn, dạy dỗ, dẫn dắt chúng con mỗi ngày bước đi trong Chúa, để chúng con gần Chúa hơn. Chúa gìn giữ mọi thánh của Chúa, và con cũng nhớ đến đất nước Việt Nam đang gặp những thảm hại của thiên nhiên. Chúng con biết rằng qua những sự tự thật, chúng con tỉnh thức và yêu mến Chúa hơn, vì chúng con không biết ngày mai cuộc sống của chúng con ra thế nào. Chúng con ra đi không có hầu được Chúa nữa, thì đó là một việc bất hạnh cho cuộc sống của chúng con. Xin Chúa cho an ủi cho tất cả các con thấy Chúa, các ông đồng sư ở đất nước Việt Nam của chúng con. Xin Chúa Thánh Linh tiếp trợ, chăm sóc, ban ơn và xin Chúa bổ sức cho bạn được đứng vững trong đức tin. Xin Thánh Linh Ngài an ủi cho những sự mất mát, sự ra đi của con cái, của dân sự Việt Nam chúng con. Xin Chúa chăm sóc. Xin Ngài an ủi từng người một qua hệ thống. Chúng tôi chúng con biết rằng thế gian này sẽ có đi. Khi chúng con còn hơi thở, Chúa vẫn cho ngày giờ nào nó hết thở, nó tìm cầu Chúa. Xin Chúa ăn uống thương xót tội nghiệp con gái Chúa. Xin Chúa chúng tôi trên đất nước Việt Nam, cho những người dân nghèo khổ còn nào không gặp người thân xuống dưới, cho họ tỉnh thức biết tình cầu Chúa. Xin Chúa mang phước lên những người học việc Chúa, họ đi rao truyền danh Chúa, những bàn chân tu giảng đại học của Chúa thật là tốt đẹp. Xin Chúa thánh phước đem ơn và cho dân sự Việt Nam những con mở lòng mở trí. Xin Chúa thánh linh soi sáng để họ tiếp nhận Chúa hay để sống và linh hồn họ được cứu rỗi. Xin Chúa ở cùng chúng con tối hôm nay, chúng con được giấc ngủ ngon, được khỏe mạnh. Chúng con mở lòng ra, chúng con giúp những đồng bào chúng con không vỡ ngại. Xin Chúa đừng để chúng con, chúng con nắm chắc tay mà con không mở lòng tay ra cứ giúp những người đồng bào. Xin Chúa phước cho con thấy Chúa có lòng thương xót như Chúa đã thương xót chúng con. Amen. Con chia sẻ những ơn phước, những vật chất chúng con có cho mọi người. Xin Chúa ở cùng chúng con luôn, gìn giữ chúng con trong sự bình an. Con tạ ơn Ngài hết lòng, nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. 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 Chúng ta cùng nguyện chung. Lạy Cha, chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất nơi trời. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn trong ngày, xin tha tội lỗi chúng con như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng của chúng con. Xin cho để chúng con bị cám dỗ, song cứu chúng con khỏi điều ác. Vì nước, quyền, vinh hiển thuộc về Cha đời đời vô cùng. Amen. Hallelujah, kinh thiên thần Giêsu. Hallelujah, amen. Hallelujah, kinh thiên thần Giêsu. Giấc dậy chúng con hoài. Amen. Amen. Dạ.
Dạ, xin Chúa ban phước cho chị Hồng Ân, cô Bích và cô Trâm. Hẹn gặp lại Chủ nhật. Dạ, xin chào anh. Chào chị Ngọc, xin chào tất cả quý ông bà anh chị em. Dạ. Xin chào quý vị, xin Chúa ban phước cho quý vị. Gặp lại thứ năm tuần tới. Chúa ban phước lại quý ông bà anh chị em.